bên em lên chia sẻ các bác những mã hàng lan rừng nay bên em uh, thanh lý các bác nhà lên chia sẻ cũng có rất nhiều mã lan thanh lý thì rất là mong các bác vào xem like ủng hộ cho bên nhà vườn chúng em các bác mua hàng gì các bác có thể là gọi điện trực tiếp lên số điện thoại bên em là 0385 050 491 để mua hàng các bác nhé cái mã số đầu tiên em lên like chia sẻ đến các bác nhà mình là mã số 5B các bác ạ. 5B là một cái chậu đỏ sắc pháo các bác nhé Đây là cái chậu đai châu Thì chậu này được ba cái cần hoa các bác ạ. Đây này, nó bị lỗi một cái lá này. Đấy, nó bị lỗi. khuyên một cái lá đây. À, trước là cái chậu này là em đang bán là 680 000 nghìn Nhưng tại vì nó bị nó bị lỗi một cái lá nên là bây giờ em thanh lý nốt nhá. Chậu này bác lấy được em để cho các bác mã số 5B này đỏ sắc pháo này về giá bằng 280 000 nghìn Cái giá là giá thanh lý. Đó, vòi hoa rất là nhiều và rất là đẹp Những cái chậu to này nó cũng chuẩn bị để con rồi Bác nào mình có nhu cầu sưu tầm chậu mã số 5B Các bác liên hệ cho em gái mua hàng nhé ba vòi hoa rất là đẹp, đây là đỏ sắc pháo các bác ạ Em để có 280.000 thôi ạ à, Tiếp theo đây thì em sẽ lên like chia sẻ của bác nhà mình Cái mã tiếp theo là mã số 3B Mã số 3B này là một cái chậu nhạn Nhạn này là nhạn A3 các bác nhé Hoa xanh cốm, hoa này rất là đẹp Chậu này của em được 3 cây ba cây các bác ạ à. hôm nay cũng bán thanh lý ở cả nhà mình luôn cây rất là đẹp rất là cao nhé đây các bác thấy không như cái cây mẹ này còn để được hai cây con ở bên dưới gốc các bác thấy không hai cây con này đấy rất là đẹp các bác nha rất là khỏe luôn nhận a ba hoa của nó là à, nói chung là cái dòng hoa này nó sẽ nở vào tầm tháng 6 tháng 7 hoa đẹp lắm cả nhà em thanh lý nhá đây chậu này mã số 3 b này trước là bán với giá bằng bảy rưỡi này Giờ thanh lý các bác bao nhiêu đây? Giờ thanh lý các bác chậu này là với giá vòng 480 000 nhá. 480 000 đây là giá gọi là thanh lý. Các bác nào mà mình sưu tầm được nhanh trong cái cái cái, cái video hôm nay thì các bác liên hệ cho em gái để mua hàng luôn nhé Tại vì là đã nói là giá thanh lý là là không còn gì để nói nữa rồi. Đấy là em đang xả nốt. Các bác nào mà sưu tầm được nhá, em đang không có Nói chung là vườn em đang rất chặt không có thể nào mà 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 có thời gian để chăm để nuôi hết được nên là em sẽ bán thanh lý nốt để bác nào mà lấy được thì chốt nhé có tám thôi mã số 3B này Đấy từ 750 này Bê bán 480 nghìn này Lỗ mấy trăm nghìn luôn Để bác nào mà sưu tầm được cái chốt cho em gái nha Ở đây em có một cái chậu mã số 1B Nó là cái cửu bảo tiên Cửu bảo tiên thì hoa thì khỏi phải nói rồi các bác ạ Nó quá là đỉnh rồi Nhẹ em phải chuyên các loại đơn thân Những cái dòng hoa đẹp như là cửu bảo tiên koki này Bát bảo tiên những cái dòng nó toàn là dòng hoa đẹp thôi Nó không chỉ đẹp cả thân lá Mà cả kể cả hoa của nó quá là đẹp các bác ạ Chơi được bền lâu lắm Nói chung là chơi được rất là bền và lâu các bác Đây này các bác thấy không cây con đây nhá Đây là một cái cặp mẹ con Cái cây này là cây mẹ để con rồi Đó một cái cây cử bầu tiên như này Bác nào sưu tầm cây này nhá Bình thường cái cây cỡ như này bên em vẫn bán 400.000 cây mẹ để con Hôm nay thanh lý các bác này Đây mã số 1B Mã số 1B cử bảo tiên 280.000 Giá rẻ gọi như là như cho Các bác đi sang Thái các bác không được mua được cái giá này luôn Thật sự là cái cử bầu tiên này hoa quá đẹp và thơm nhá Đấy, thân lá cũng đẹp luôn. Cái giá này là giá thanh lý mới có 280 000 còn nếu không bình thường các bác không bao giờ mua được cái giá này luôn. Nên là hôm nay bác nào mà mua được những cái mặt hàng này thì rất là là, là là là, rẻ luôn mà đẹp luôn. Đó, cây nào có vấn đề gì có lỗi làm gì em báo cho các bác trên live luôn cây nào là kể cả lỗi hay là các thứ hôm nay em đều thanh lý hết nhá đây cái mã số 1 b này là cử bảo tiên có 280 thôi ở đây em có cái đơn cáo đỏ cáo đỏ này của bác cạn đây như mà các bác ngắm này cái hàng này không phải là hàng trên rừng Hàng này là hàng đã nuôi thuần rồi Thuần trong chậu rồi Thuần trong chậu rồi các bác cái chậu gỗ rồi Thuần lâu quá nó mục cái chậu tung cả cái 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 dưới đế chậu ra rồi em tháo ra luôn Đây này các bác thấy không Nhá, Đầu dễ xanh nha Cái này là cái cam của em nó soi vào thế Thực tế là đầu đầu dễ xanh ấy Camera của em nó chiếu vào nó có ra màu vàng này các bác này mày này các bác này, Đấy, đầu dễ nó là có màu xanh nha camera của em mới chiếu vào là nó 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 bị phản ánh sáng nên nó sẽ các bác nhìn ra màu vàng thực tế ở ngoài các bác nhìn thấy nó sẽ có màu xanh cây này cây thuần lâu rồi cây đỏ bắc cạn này của em thì có được đây này một cây này thuần lâu rồi nha toàn cây đẹp thôi Đấy, toàn cây to các bác ạ đây này nuôi thuần hết rồi thoải mái chơi cả nhà nhé không có sợ đây chỗ này là hai cây này đúng không hai cây rồi nhá ở đây được một cặp mẹ con nữa cây này rất là to cho đồng cặp mẹ con nữa này các bác này Đấy, cái con bên này Cái con này cả mẹ con nhá yeah. em định tách thành hai đơn nhưng mà thôi Thực ra các bác biết rồi cái cáo đỏ thì nó quá là giá trị luôn Nó rất là đắt tiền các bác cái dòng cáo đỏ ấy Cáo độ hoa rất là đẹp nhưng mà nó rất là giá trị rất là đắt Đấy ở đây vậy chỉ là có bốn cây như này, như này các bác này Có bốn cây này Thì thực ra là em định tách thành hai đơn vì là mỗi một cái vị cái cặp hai cây cây mẹ con như này là em đang cái cáo đỏ thì em bán là phải 350 cho một cặp hai cây mẹ con rồi. Đấy còn hai cây kia nữa, hai cây kia bán cho các bác cũng phải tầm 250 rồi. 250 với lại ba trăm rưỡi là sáu trăm rồi đấy nếu mà em tách ra như thế nhưng mà thôi em bảo là hôm nay em bán thanh lý nốt thì đây này các bác này em để các bác mã số 2 b này với giá ba trăm rưỡi nhá giá rẻ bằng một nửa tiền mã số 2 b này là ba trăm năm mươi cho đơn cáo đỏ và hàng này là hàng đã nuôi thuần tại vườn em đã có hoa rồi nha Chứ không phải là hàng trên rừng nha Đấy các bác cứ nhìn dễ các bác sẽ biết nha Không có ai có hàng trên rừng mà dễ nó như thế này cả Đây em vừa giữ giá thể ra đây các bác thấy không Đấy nó bị bục mất cái chậu Nó vỡ mất cái chậu ra rồi thì em mới nhấc ra Đấy bác nào lấy về kép phải lấy nha Đẹp thật sự đẹp luôn Đấy cây còn tươi tốt như này Bác nào lấy đơn này em để cho bằng 350 Đơn cáo đỏ à, Tiếp theo nào các bác ơi đây, Tiếp theo lên cho cả nhà mình một cái đơn nhạn 4N nha Nhạn 4N hôm qua em thanh lý một chậu là hôm qua khách đã chốt luôn rồi Hôm nay thanh lý tiếp chậu thứ hai Lá siêu to, lá này các bác đô cho em được dư 5cm nhá Thừa, sức 5cm thừa Đấy, cây nhạn 4N, cây này của em được 9 cặp lá Các bác cứ đi tìm hiểu giá thị trường xem cái cây nhạn 4N 9 cặp lá Người ta bán 7-800 nghìn 7-800 nghìn các bác ạ Ở đây thì đây này Em này hôm trước em có làm cái giá là 4 à 550 000 cây những cái cây mà bản lá nó bé hơn là em đang bán là 450 000 còn cây này bản lá to là em đang bán 550 000 này. Đấy, mã số này là mã số 10, mã số A10. Thì hôm nay em cũng sẽ thanh lý các bác cái chậu nhận 4N 9 cặp lá này với giá là bằng uh, cái cái cây này là cái cổ lá mọc xoáy các bác nhé Trong tất cả các chậu nhận 4N nhà em có đúng một cây này là là lá nó mọc cổ nó mọc xoáy. Nó mọc xoáy kiểu hình tròn đấy, nó mọc cái cái dáng của nó rất là lạ nhé Chả có cây nào mọc dáng như này luôn cái cây này thì em sẽ thanh lý cho các bác nhà mình là 550.000 này Em bán cho các bác là 420 nha Má số A10 là 420 này 420.000 Bác nào lấy cái cây 4N này chốt nhé 420 ạ Em còn một chậu cáo bắc cạn tiếp theo Đấy chậu này bình thường như các bác đã theo dõi video rồi Em cũng bán đang bán thanh lý chậu này Em để các bác chậu này với giá bằng 200.000 200.000 thanh lý nốt các bác nào lấy được trong này chốt nhá, mã số 3 là 200.000. Chậu cáo này 5 cây các bác ạ, 200.000 thôi ạ. À, tiếp theo lên cho các bác nhà mình một chậu cáo à em xin lỗi, chậu bát bảo tiên. Chậu này thì đấy như cái phiên video ngày hôm trước em cũng có nói rồi, lá rất là to như chậu này các bác đo cho em có những cái có chỗ lá to nhất của nó phải được từ hơn 5 cm nhá. Bát bảo tiên nhá, nó bị cái con ruồi trích khô ba nốt thì các bác thấy không? nó là rùi vàng chích khô nhưng mà một thời gian nữa là cái lá này này cái lá này và lá mầm của nó nó mọc lên nó chờ bên trên nó che đi các bác thấy không nó che như cái lá trên che lá dưới này này các bác thấy không thì của nó cũng sẽ kín đi cũng không sẽ không không bị lộ nhé nhưng bây giờ hiện tại giờ nó vẫn là cái lá ở phía trên ngọn nên nó vẫn lộ cái này đây là rùi vàng trích khô cái chậu bát bảo tiên hai cây này thì em đang bán đúng cái giá của nó đây 650.000 mã số Ê, em xin lỗi em chậu này để cho các bác mã số là 30B nhá. 30B cho nó khỏi trùng mã em vừa lên một chậu mã số 3 rồi. Đây là 30B này. Bát bảo tiên bán giá là 650 000 nghìn Bây giờ em cũng thanh lý cho các bác nhà mình chậu này nhá. Hoa thực kỳ đẹp nói chung là các bác chơi bát bảo tiên mà không đẹp nói thật sự bác nào mà bảo hoa không đẹp em không bán hàng nữa luôn. Hoa của dòng này vừa đẹp vừa thơm nhá. Nó cái giống xưa thì hoa của nó quá là đẹp bông to lắm. Hoa thơm lắm cả nhà mà bền lắm. Bác nào lấy chậu này nhá. 650 000 em thanh lý cho các bác chậu này còn 550 000 Mã số 30B các bác nhé 30B ạ à. Đây tiếp em sang cái mã hàng tiếp theo Đây cũng là một mã bát bảo tiên nha Mã này thì nó cũng là hai cây Siêu to siêu đẹp luôn Bà lá các bác nhìn này Nói chung nó ăn nắng nhiều cái cây nó khỏe lắm Các bác ơi nhà mình trồng bát bảo tiên Các bác phải cho ra nắng cho em nha Bác nào mua hàng nhà em về trồng là phải cho ra nắng Vì bát bảo tiên nhà em toàn ăn nắng thôi Hàng thuần lâu rồi dễ nó ra nhiều lắm Mã số 50A nha 50A thì 50 a cho đẹp quá, trong này bán các bác trong này 600 nghìn nhá Đấy, bán 600 tới 700 nghìn nay để các bác 600 nghìn Mã số 50 a cho bác nào sưu tầm hai cây bát bảo tiên to đẹp này Đẹp lắm cả nhà hoa, đẹp tuyệt vời luôn Mã số 50 a là 600 nghìn cho hai cây này à, Cái mã số tiếp theo nên chia sẻ các bác nhà mình Quên cái này chưa đánh mã này Cái mã này của em là cái cây trâu hồng cánh sen cả nhà ôi giời, nó nhiều nụ lắm cả nhà Đây nhá, đang có nụ này Đấy, bên trong này, lại đang có nụ tiếp với cái nụ này là phải chơi tầm ra riêng các bác nhé cái nụ bé nhất này cái nụ mà dài được khoảng tầm 2 cm ở đây là cho bác chơi ra riêng nhé đấy còn những cái nụ hoa này các bác chơi vào tết cho em nhé đang có nụ đấy những cái nụ dài này các bác chơi hoa vào tết cái cây bên này thì nó lại nở hoa rồi đấy các bác đây các bác thấy không tạo được khoảng tầm một tuần rồi hoa thơm lắm các bác, hoa thơm nức luôn nhé. cái cây bên này thì cái nụ như này độ tầm một tuần nữa thì mới nở này. nói chung là cái cây này nó nhiều cái tầng phái lắm các bác, cái cây này nó nhiều cái trường phái lắm. mình chơi hoa nói chung là từ bây giờ đến ra riêng. mỗi một đợt hoa nó nở như này các bác chơi độ khoảng tầm vào tháng rưỡi hoa. các bác lưu ý là khi mà nó đã nở hoa rồi nó ra nụ không xanh nó nở hoa rồi các bác tưới cây các bác chịu khó là mình tưới vào tưới vào gốc á, đừng có tưới vào hoa để mình giữ được hoa rất là lâu các bác nhé. cái dòng hoa lan nó thế mình muốn giữ hoa lâu thì mình đừng tưới vào hoa đấy em bảo hành nhà chuẩn là cái cây hồng cánh sen cho cả nhà mình vì đang có nụ hoa như này rồi đấy thì các bác không phải lo là mua nhầm hàng đấy nhá hoa rất là thơm đấy thì như cái cây này thì hai cây hai cây hồng cánh sen này thì em bán là 580 bây giờ em để các bác là năm 500 500 mấy năm trăm rưỡi nhá cái cây này 500 trăm này năm trăm rưỡi nhá đấy bác lấy chậu này chốt đây, này chậu này mã số là 31 b mã số 31 b ạ năm trăm năm mươi đây ạ em sẽ giới thiệu các bác đấy cái chậu này là chơi từ từ bây giờ đến ra riêng nhà em được chơi tuần rồi <laughs> nhà em được ngắm hoa tuần nay rồi hoa thơm lắm không chỉ đẹp mà còn thơm hồng cánh sen cả nhà nhá mã số 31 b 550 tiếp theo đây thì em còn một chậu cô cả nhà cái chậu này thì cô nhà em mình còn có vài chậu nữa thôi có chậu này chậu ba cây đẹp các bác ạ chậu này ba cây là cây rất là đẹp nhá mã số là 32B ạ. này mát số 32B. ba cây đẹp. Nói chung là hàng thuần lâu rồi. Đẹp. Bán thanh lý các bác ba cây này bán... Này bán bao nhiêu nhỉ? Hơn 900 bán 680 nhá. Bán 680 cho cả nhà mình nhá. Thanh lý nốt nhá. Hơn 900 000 bán 680 000 cho ba cây. Mát số 30 mấy nhỉ? 32B các bác ạ. 32B. Cô rác cô kì, giống xưa. Đây, em lên chia sẻ các bác một chậu cử bò tiên tiếp theo. Cử bò tiên là dòng này ngồng hoa rất là dài, hoa đẹp lắm. Trong này thì em xin phép chia sẻ các bác nhà mình hai cây này, cử bò tiên mát số 6A, 400 000 hai cây, có 200 nghìn cây thôi. Đi tận sang tận Thái mua phải 206, 270 một cây rồi. Em mua cây giống từ lúc bé tí em thôi, bây giờ chia sẻ các bác giá hợp lý để nhà mình cùng sưu tầm nhé. Cử bò tiên, mát số là 6A, 6A các bác ơi. 6A nhé, chậu này chia sẻ là 400 000 Cho chậu cửu bảo tiên hai cây này, cổ lá mở to đẹp lắm các bác ạ. Đây này. Các bác chơi những cái dòng đơn thân các bác thấy không? Cổ lá nó mở to như này các bác thấy không? Cổ lá nó mở to như này lại ít tương lai là cây sẽ rất là đẹp luôn. À, tiếp theo em lên cho các bác nhà mình một cái chậu chồn hồng mã số A8. Chồn hồng. Nhà em có cái con gà trọi nó ngứa mồm, nó ngứa mỏ các bác ạ. Đây này. Nó mổ một phát ở trên này nha cái cam của em nó đang hơi tối. Nó mổ một phát từ trên này nó xước xuống này này. Đấy, cái chậu tròn hồng này. Bán là 280 bây giờ thanh lý nhá. Chậu này thanh lý 200 000 nốt các bác ơi, 200 000 nốt chậu tròn hồng này. Bác nào số tầm chậu này chốt cho em gái mã số A8 các bác nhá. A8 này, 200 à 200 000 200.000đ mã số A8. Tiếp theo lên cho cả nhà mình một chậu ôi giời, đẹp thế nhỉ. Cái chậu này chậu 9E các bác ạ em phải nói chứ hoa nó nở nó thơm nức các bác ạ cái màu hồng cánh sen nhà em nó nở nó thơm lắm luôn nhá đấy cái cây này các bác thấy không hoa chơi từ giờ đến tết năm nay phần đa số là hoa nó hay nở trước tết nói nhưng cái là hoa nó cũng rất là bền mình chơi lâu ngoài ra nhà em đây như cái vòi hoa này tầm chục ngày nữa mới nở như cái này tầm nửa tháng nữa mới nở được Nói chung là vẫn chơi thoải mái Tết các bác. Cây này được bốn vòi hoa, cây này này quá sai hoa luôn. Đây nguyên một cây này bốn cái vòi hoa này. Cái cây đằng sau hai cái vòi hoa nữa nhá. Thơm mà chơi, nói chung là chơi từ giòn cứ ra riêng các bác ạ. Đấy, hoa đẹp nhá, bền hoa chơi được từ giòn ra riêng. Bác lấy cái chậu hồng cánh sen này thì cái mã số là nó đẹp quá đẹp và rẻ bác nào không lấy chậu này nữa thì thôi nói chung là chỉ cần mình thích cái màu này thôi cái màu hồng cánh sen là một trong màu hoa rất là đẹp đậm màu mà hoa thơm lắm thơm lắm các bác đứng gần thơm lắm sướng nói chung là cứ gửi thấy mùi hoa là tỉnh hết người em mà có thể nào mà truyền tải cho các bác làm thế nào mà gửi được ít mùi hương cho các bác là em cũng sẽ gửi luôn đấy mã số 9 e cả nhà nhé cái chậu này của em mã số là 9 e hồng cánh sen 580 000 rẻ quá không các bác hai cây to như thế này nhiều nụ hoa 580 000 cả nhà ơi mã số 9 e ạ Tiếp theo thì em còn một chậu trâu hồng hồng phấn Chậu này nó khác với những cái dòng khác các bác nha Hoa này của nó là màu hồng phấn này Đấy, cái chậu này được hai cái vòi hoa Màu hồng phấn, cây cũng rất là to nhá Mã số là 8E Bán 350 Nay thanh lý các bác chỗ này còn 330 nghìn Mã số 8E 330 nghìn cho bác nào sưu tầm Nói chung là đẹp các bác ơi, đẹp đẹp Đấy, bác nào lấy chốt nhá à, còn một chậu trồn trắng trồn này trồn hoa trắng tinh nó là hàng thái nhưng mà nuôi thuần ở vườn cũng được hơn 2 năm rồi nó hơi kém phân thuốc cả nhà nhé như cái chậu này của em ấy hơi hơi thiếu phân thuốc các bác nhà mình có thể là về bổ sung thêm cho em tí phân thuốc đi lâu lắm mà em không cho ăn gì nó chuẩn bị đến mùa hoa rồi đấy mã số 2A nha 2A trồn trắng này bán bao nhiêu các bác nhỉ bán 300.000 nốt nhá 300k bác đã lấy được ủng hộ cho em gái mã số là À, 2A cả nhà mã số 2A 300.000 cho chậu chậu trồn trộ, trộ, trắng à, bắt đầu thanh kiếm, thanh lý qua kiếm các bác này ở đây em có một cái đơn kiếm này là mã số 2e đơn kiếm Phan chí nha hai cái măng tơ phải nói là nó to nó to kinh khủng khiếp các bác ạ Phan chí ngày xưa các bác đi mua đúng mấy chục triệu một tép thời trung bình của nó khoảng tầm vào 30 đến 40 triệu có lúc cao điểm lên 60 triệu một tép Phan chí một củ thân Phan chí này các bác biết rồi đây nhá, cái củ dưới này phải nói là cực kỳ to các bác cái củ bên dưới này, cái củ quá quá kinh khủng luôn. Đấy cái củ bên trên là cái mang tơ nó mới lên. Đấy còn cái củ bên dưới này là cái củ củ phải nói là to to lắm các bác nhá, hàng rừng chuẩn xịn 100%. Phan Chí nhá, em đang bán đơn này với giá bằng bao nhiêu đây? 460 000 nghìn Mã số 2E 460 000 hôm nay thanh lý các bác chọn đơn này với giá bằng 350 này, thanh lý gọi là bèo bọt luôn. Bác nào lấy được thì chốt nha. Mã số 2E thanh lý các bác còn 360 000 Đấy, hai mang tơ. Hai mang tơ nha, lá thì cực kỳ là to, lá này phải nói là các bác đo cứ to đùng đoàng luôn. Đấy, bác nào lấy trọng đơn này chốt này. Kiếm phan trí. Bảo hành mặt hoa cả nhà mình luôn đó. Mát Mã số 2E. 360 Mấy các bác đi mua ở đâu rẻ nhất nó phải tầm vào triệu 1 triệu 2 Vừa nào mà tự sản xuất ra được mà không phải đi mua về bán thì rẻ nó tầm vào 900 000 Đấy em bán các bác giá bao nhiêu Hơn 100 nghìn một cây Hơn 100 nghìn một củ Nhà em bây giờ cũng nhân nhiều ra lắm Nhưng mà Nói chung là cũng chỉ bán tách ra một hai chậu bán ở đâu đấy vẫn để lại Má số 2E nhá Bác nào lấy chậu này chốt đơn này chốt nhá à, 360 Đơn tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình Đây đơn này đơn kiếm xanh hối này Má số 3E này Đấy 300 nghìn đây này một mang tơ một củ mẹ này đây là củ mẹ đây là măng tơ bảo hành chuẩn hoa chọn đời luôn củ đây là hàng nhà em nó là hàng rừng các bác nha nên là củ của nó sẽ rất là to chứ không phải hàng gieo hạt đâu em bảo hành hàng rừng 100 phần trăm nha bác nào mua nhận hàng mà phát hiện hàng gieo hạt em đến gấp 3 lần tiền đây này đơn kiếm xanh huế các bác nha đấy tốt tứ đại danh kiếm đấy ngày xưa đi mua hàng bao nhiêu tiền mới được một thân này Đấy, thanh lý cả nhà mình 280.000, mã số 3E Rẻ này mà không đi mua được nữa là thôi đấy. Rẻ lắm các bác ạ, à, rẻ lắm Mà hoa nó đẹp thật sự luôn các bác Nó giá trị thật sự chứ không phải là Là là, là, là ảo như ngày xưa các bác ạ à. Đây là giá trị gọi thiết thực luôn Mã số 3E, em thanh lý các bác Hai thân này còn 280.000 Bác nào sưu tầm được đơn kiếm xanh huế Thì chốt ủng hộ em nha Một củ mẹ đây ạ à, Củ mẹ của Phan Trí Đơn này thanh lý bao nhiêu, đơn này thanh lý còn 100.000 nha một củ mẹ của Phan Trí thanh lý 100 nghìn Đơn này bác lấy về làm giống thì rất là rẻ luôn Mã số 20E Mã số là 20E Chuẩn hàng rừng 100% Có 100 nghìn thôi Đơn này là Hồng Ngọc Hà Giang Em chỉ còn có hôm nay em tách có một đơn này thôi Không tách nữa các bác nhé Cái chậu Hồng Ngọc Hà Giang em còn có mấy hai tép thôi em để lại cái dòng này là không tách nữa nha Hoa cực kỳ là đẹp luôn Đấy bác nào lấy được hôm nay tranh thủ lấy nốt hai thân các bác chậu này đơn này của em hai thân này đây mang tơ tít đây hai thân nha mã số 26 e hồng ngọc hà giang mã 26 e chia sẻ các bác nhà mình bao nhiêu được nhỉ thanh lý các bác nhà mình đơn này 200 trăm nốt nha 200 trăm hồng ngọc hà giang hoa quá đẹp các bác ạ mã số là 26 e Ok chưa hàng rừng đây các bác đi không Em tách tại chậu mẹ đây ạ Hàng rừng chuẩn 100% nhá Thân củ và mông của nó sẽ rất là to Chứ nó không như hàng gieo hạt đâu Còn một đơn cuối cùng hôm nay để thanh lý nốt Là mã số 25E Mã số 25E là một cái đơn kiếm hồng khánh đăng Đơn này thì đang được gọi là Các bác săn tìm chơi rất là nhiều dòng này Thậm chí là còn Nó còn nó còn đắt hơn cả phan trí các bác ạ đến thời điểm bây giờ thì nó về giá trị thiết thực rồi nên là cái dòng này nó thậm chí đắt cả phan trí cái đơn này của em nó là bản côn lùn các bác nhé bản lá rất là ngắn nói chung là chỉ có củ thân củ nó to thôi còn bản lá của nó sẽ sẽ cũng to nhưng mà nó rất là ngắn nó không có dài lá đâu các bác cái cây này ăn nắng tự nhiên này đơn này của em là ba thân đó nói chung là đẹp đây em để đây để cho các bác nhà mình cùng ngắm đấy đơn kiếm đây là đơn hồng khánh đăng kiếm hồng khánh đăng Ăn nắng nhiều các bác Đơn này em đang bán là 308 Giờ thanh lý các bác còn 300 nghìn cho đơn này 300 nghìn cho đơn kiếm hồng khánh đăng Mã số là 25 25E Mang tơ được các bác Mang tơ nhá rất to luôn cả nhà nhé nó là bản côn lùn lá nó ngắn lắm nó không có dài đâu các bác nuôi những cái dòng này rất là đẹp nó đẹp cả hoa vì nó là dòng cánh bầu cái bông của nó được nhận xét là nhiều bác còn khen còn đẹp hơn cả phan trí luôn nó không có tên tuổi bằng phan trí nhưng mà để nói là mình nhìn thực tế là mình thấy nó còn rất là đẹp luôn mã số 25 e à, em còn một giò quế này nữa thì em sẽ lên like chia sẻ các bác nhà mình nhé. Giờ này phải nói các bác này, nó cũng là dòng bản là rất là to các bác nhé. Đây là quế hòa bình, em có giò này là giò quế hòa bình. Đây là bản lá sếp cả nhà. Và cây này nó cũng có cả những cây mẹ để con rồi các bác nhé. Có cả những cây mẹ để con rồi. Bản lá khá là to. Đó. Thì ở đây thì đây các bác ngắm giúp em nhé. Tại vì là hôm buổi hôm hình như là cách đây buổi hôm kia thì phải em có quay giò quế này một lần đấy. Thì sau này cái lúc em đi trên đường thì có khách gọi điện để hỏi cái giò quế này nhưng mà lúc em đi trên đường lúc về nhà em quên mất em chẳng nghĩ ra mà quay lại vì anh mà quay bạn quay vào zalo cho anh xem thì ở đây thì em sẽ quay cũng khá là cụ thể quay từng ngọn này chi tiết để cho các bác nhà mình cùng ngắm nhé ngắm được cái giò quế này thì bác nào mình có nhu cầu mình mua nhé em ở đây em đang bán cái giò quế này là giá thanh lý đấy đấy toàn bộ là lá xếp các bác nhé cổ lá nó mở như này này tương lai là rất là rộng mở luôn nói chung là đây các bác ngắm này lá toàn là lá xếp thôi rất là đẹp đây các bác cứ ngắm giúp em Lá ngắn không phải dòng lá lướt dài đâu các bác ạ Mẹ để con rồi, có phải những cây mẹ để con rồi Đó, cả một giò quế to như này Giò này được mười mấy ngọn đấy Giò này mười mấy ngọn đấy các bác ạ Nói chung hơn mười ngọn Em chia sẻ bán gọi là giá thanh lý cho các bác Cái giò quế trên màn hình đây nhé Các bác ngắm cho em gái lại một lần nữa nhé Giò này em thanh lý cả nhà mình giò này với giá bằng 2 triệu Để bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm giò quế hòa bình mà em đang quay ở trước màn hình này Các bác có thể liên hệ cho em gái để mua hàng nhé 2 triệu các bác ơi Nói chung là em làm hàng hoa tết và hàng công trình Cây công trình rất là nhiều em không có thời gian chăm sóc Đấy Cả một giò quế to như này Quế Hòa Bình các bác ạ Các bác đi mua cái giò tam bảo sắc mà to như này người ta Có những cái giò người ta đã bán 2 triệu rồi Chứ đừng có nói quế Quế dòng này các bác cũng thừa biết là Các bác đi mua một giò quế nhé Ví dụ một giò quế và một giò tam bảo sắc hai giò to như nhau như thế này đúng không Các bác đi mua một giò tam bảo sắc như này Ví dụ như giá 1 triệu thì các bác đi mua một giò quế như này Các bác phải mua giá 3 triệu Nếu các bác đi mua một giò tam bảo sắc với giá 2 triệu Thì giò quế nó đắt gấp 3 lần là 6 triệu Đấy, các bác biết là cái giá trị của quý nó rất là đắt đấy nhưng mà được cái là nó hoa nó rất là đẹp và thơm ở nhà nhá Cái này nó đẹp và thân lá chứ nó không có giúp dự như ta màu sắc đâu đấy bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm cái giò quế này em đang thanh lý là 2 triệu để bác nào mà mình mua được thì mình liên hệ cho em gái nhá em hiện tại ở vườn em chỉ còn có 3 giò thôi 3 giò ở cái lứa to này là hết sạch các bác nhé đó, thì em cũng thanh lý rất là nhiều rồi à, em xin phép xin nghỉ dừng video ở tại đây rất là cảm ơn các bác đón xem video ủng hộ cho bên nhà vườn chúng em các bác mình mua hàng gì mình có thể gọi điện trực tiếp đến